Xong xong rồi, xong rồi cả nhà ơi, bây giờ thì thành phẩm đây về. Cảm ơn gì má. Về về về. Dạ. Mình gấp ra vậy thôi. Dạ, kiểm tra. Dạ. Dạ ơi, nếu kiếm kiếm đồ đựng, kiếm đồ đựng đồ lấy cái ghế. Nói gì không? Để mình gấp ra ngoài đi rồi hả? Mình đã trang trí. Dạ thôi. Cá thịt đồ trong đây đầy đủ không dù không vậy. Dạ, tí nhìn nha, rồi không con gấp ra đi rồi mình ăn. Cá này nó có mùi gì không? Nói chung đó. Đóng đây qua không thấy rồi. Thì đó chung đó. Đang trang xuôi không dịch với cá dưới nè. Và làm coi coi cá lóc nè. Thịt theo đây nè, chung luôn nè. Rồi trên nè, nãy nè, nước nóng bây giờ em gà nước nóng nè trời. Nè nè, nè nãy nãy má thấy nè, cái miếng đậu hũ này thấy không? Ừ. Nếu như cái nồi của mình á, có phải là gã miếng đậu hũ này luôn không? Được, dạ, được. Hôm nay em đến với nhà cô má em nha. Má nuôi em nha, để em chia sẻ về cái nồi. Nồi này là nồi hoàng hậu của em quay. Nồi bên khúc của em quay. Dạ, má ơi, má biết đó là cái nồi này nè. Nó được cấu tạo từ 7 lớp. 4 lớp là bằng cái da mổ của mình á. Và y nó còn 18.8 là cái da mổ bụng của mình á. Da mổ mà mấy bà phụ nữ mà xanh á, là nó cấu tạo được 4 lớp đó luôn. Thì y nó rất là tốt, và cái đó là nó nói chung một cây da mổ ở trong kia thì chỉ giá mười mấy triệu rồi, nhưng mà cái nồi mình là cấu tạo được 4 lớp đó, và 3 lớp là lại là bằng nhôm, nhôm mà nhôm phong gỉ luôn, nó là được chiết xuất làm sản xuất chăn cánh của máy bay á. Bởi vì khi mà những cái thức ăn mình nấu mình đạt được á, với lại nó có công nghệ là khóa Vitalock nãy con nói là nó khóa lại những cái dinh dưỡng mà mình nấu trong cái nồi này nè, thì nó sẽ giữ dinh dưỡng lên hết. Dạ. Và đặc biệt á, là cái nồi này mình nấu á, là mình không cần phải nêm nếm và không cần nước luôn. Dạ. Chỉ dùng những cái nguyên liệu như trên bàn nãy giờ con đã chuẩn bị sẵn chưa nè. Thì hôm nay á, má sẽ nấu cho tụi con ăn nha. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị nấu nè. Thì đầu tiên á, là má đứng dậy con chuẩn bị cho má nấu. Con chỉ có dùng nửa chén nước tương này thôi nha. Nhưng mà hồi mình nấu mình vẫn giữ đủ nửa chén nước tương nè. Thì để làm gì? Để cho cái miếng thịt với cái miếng cá của mình nè, nó không có bị trắng. Rồi bây giờ má lấy con cá trước đi, má kìa con cá trước đi. Lấy cá để xuống dưới này. Dạ đúng rồi, để con cá xuống dưới đi. Bóc cái đi. Bóc lại đi rồi mình rửa tay. Dạ. Lấy con cá làm cá trước. Bỏ vô. Rồi. Chịch cầm mát. Lấy con cá bỏ vô. Cầm rồi con rưới miếng tương nha. Rồi xong rồi tiếp tục á là. Nè má lấy bỏ thịt heo bỏ vô, bỏ miếng thịt heo vô. Đó. Vậy luôn ha. Dạ đúng rồi. Mình chọn chọn cho nước tương nó ấy là cho nó thấm nước tương. Hôm nay má nấu cho cả nhà ăn nha. Ừ. Tại vì cái miếng heo mình bỏ miếng nước tương vậy nè cho đừng nó bị trắng. Nó có màu. Nó có màu. Rồi xong rồi tới tiếp tục đó là mình sẽ dùng miếng cải này. Để dưới cho nó từng cái miếng nó vàng cá rồi. Đó. Con làm gì mua mốt cái có sở hữu cái nồi thì mình không biết cách làm luôn nha. Đó. Để lên, đánh thịt lên. Rồi. Xong rồi bắt đầu là tới mình bỏ hai cái miếng tàu hũ lên. Đó. Bỏ hai hộp vịt lên. Rồi má chắc bắp đồ vô đi. Chắc từng quanh. Dạ chắc hết luôn. Chắc hết chắc dễ được. Má chắc về. Chắc sao cũng được chứ. Chắc sao cho nó đủ vô cái nồi. Nè, chắc vô hết không? Cái này là có tiệc rồi nè, nấu dễ. Đúng rồi. Ai mà ở nhà mà có chồng nhậu á cả nhà, mình làm một nồi gì thôi là mình thấy là đỡ nhức đầu, phải suy nghĩ nhiều cho nhiều đây là đủ mấy ổng xỉn nè, xỉn nhất chiều luôn. Đó tết đó má, tết này nha đó. Và đặc biệt nồi này nấu hơn một bắp rồi nó cũng chín lắm chưa. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi nha, bây giờ xong rồi thì mình sẽ nãy giờ rồi cái khâu cuối cùng quan trọng nè, má lấy nắp đậy lại đi. Đúng rồi, khâu này là quan trọng nhất nè. Ừ, nó cá cái đồ này là lẫn mùi mà này không có lẫn mùi, nó không tanh, không tanh thịt luôn. Thấy phá rồi nha,
nhớ là nãy giờ mọi người thấy là trong quá trình không có sử dụng thêm gì nha. Dạ, phá rồi đó, đậy rồi đó. Và xong á là mình sẽ bắt cái lúc mà bắt tiết ra nè, là mình bắt dưới cái lửa là nhỏ nhất đây nha. Đừng có nấu gì lớn quá nha. Dưới cái mức đó ba. Qua 40 phút thì chúng ta sẽ ra có món ăn. Đó. Rồi tiền tiết kiệm tiền ga với tiền gia vị. Thì nãy giờ cả nhà cũng thấy là trong quá trình đó mình nấu thì mình không có lại thêm gia vị gì hết luôn. Mình hạn chế được tiền gia vị với tiền ga thôi, một năm mình đã dư được mua cái đậu rồi. Còn một hồi thì sau 40 phút thì chúng ta sẽ thưởng thức nha. Ta gì tai nghe mắt thấy không gì thay thế được. Nhưng một hồi thử nữa mới tin là nó sẽ có như thật nãy giờ mình nấu không. Thì em hẹn cả nhà sau 40 phút nha. Các anh chưa rồi các anh? Dạ. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ thì thành phẩm đây. Về chẳng có môn gì má. Về không, mình ăn cái này rồi. Mình gấp ra gì thôi. Dạ, gấp ra. Kiểm tra. Dạ. Dạ ơi, nếu như kiếm từ đồ đựng, kiếm từ đựng từ đồ lấy cái ghế. Lấy đồ đựng gấp ra thức ăn ra. Sau thời gian nấu 40 phút đó ta. Dạ, 40 phút. Tới 1 tiếng ha. Thì thức ăn đã chín rồi ha. Tùy theo món mình đó. Rồi cái cải kia chín luôn không đấy? Dạ, chín rồi. Nè cả nhà có để ý thấy không? Là màu sắc của những cái rau củ quả mình nè. Nó vẫn còn giữ nguyên cái màu luôn đấy không? Thường hay ở ngoài mình nấu là nó sẽ mất đi cái màu này luôn, nhưng mà màu xanh mình giờ có màu xanh nhà. Dạ. Đúng rồi. Tính giờ nồi này chứa nhiều thức ăn dữ luôn. Dạ, chứa nhiều lắm. Bởi vì như vậy anh gì nhậu cái là tới không chuyện đúng không, là một nồi một hơi khỏi cần cực vợ con vậy dân khỏi nhăn nhó vô gồm vô. Dạ, nó làm gì đó. Ừ. Bỏ vô đi con rồi bỏ nó cũ lên. Ê, đừng sao. Cái quan trọng nhất là không có nêm nếm mà gia vị nè. Bữa dưới là con nước ở dưới hả? Dạ. Nè, qua coi nè. Qua coi. Nó lấy nước của thịt. Lấy nước của thịt cá. Cá, nó là cá. Nói gì vậy? Thôi để mình gấp ra ngoài đi rồi hả? Mình đã trang trí xong. Làm thôi. Cá, thịt vô trong đây đầy đủ không vô không vậy? Dạ, tí nhìn nha. Rồi không, con gấp ra đi rồi mình ăn. Đang này nó có mùi gì mà. Nói chung đó. Đóng đây ba ông không cái rồi. Thì đó chung đó. Đóng đang lộn. Cái gì vậy? Cái khóc, đừng khóc, dễ quá. Sao quan ngoài quan trong nhà vậy? Quan sao hè đó con? Quan hùng lum vậy? Đang trang suối hồng chạch dưới cá dưới nè. Ba, làm coi, coi cá lóc nè. Thì theo đây nè, chung luôn nè. Rồi, nãy nè. Nước nhóc hết trơn á, giờ nước nhóc lên trời. Nãy má thấy nè, cái miếng đậu hũ này thấy không? Ừ. Nếu như cái nồi của mình á, có phải là gã miếng đậu hũ này luôn không? Ừ. Nhưng mà miếng đậu hũ nó dẻ, nó ngon nè. Không có gã hả? Dạ. Để cái muỗng đó con. Cầm dạ. Hũ nè. Không gã luôn. Không gã. Cá này, cá lóc nuôi này nha. Rồi ăn thử coi có giống cá lóc nuôi không? Cá lóc nuôi mà ở ngoài mà cái nồi mình á mà nó tanh là mình khỏi ăn luôn á. Mấy cái giỏ gì đâu rồi một hồi cái hộp vịt này nè, hộp vịt này mới quan trọng nè, là hàng ngày mình ăn ở nhà cái nồi của mình luộc á là má thấy để ý thấy cái có cái màu xanh xanh không? Thường hay cái màu vàng, cái cọng vàng nó xanh xanh đó, thấy cái đó không? Chì đó, chì trong cái nồi của mình nó ra nó thấm vô hộp vịt á. Dạ. Này ngồi hộp vịt này là không có miếng xanh luôn. Này. Còn miếng ha. Phải nấu chung với phai với bắp là bỏ hết luôn. Cái ông chú kia ông không tin. Cái bữa ông về ông lấy cái nồi ông nấu. Nấu gian gì luôn nè. Nấu hiện hồi là không ăn được gì hết trơn.
Nó nấu ngoài giả chứ. Dạ. Tàu hủ nó rất là giả luôn. Miếng thịt nè, ngồi ăn. Đọc lại Bình Dương nha. Dạ. Đọc lại Bình Dương. Dạ. Này, miếng thịt này như miếng thịt bạc heo quay vậy đó. Mình sẽ phân biệt là nồi nhà đang dùng nữa ha, với cái nồi của em quay nè. Bây giờ mình sẽ chà, mỗi một người chà 20 lần. Rồi liếm nè, bắt đầu nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bỏ quên gốc à. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên. Tại nhiều khi nói người nào người nặng người nhẹ. Người nhẹ hả? Ngồi đi. Con chị. Ở đây ngồi đi nè. Con đừng nói chuyện. Đây cũng bỏ là một chén nước ha. Quá trời màu đen rồi kìa. Cả nhà nghĩ đi, nếu mà mình hàng ngày nhà mình ăn một chén này nè, một buổi ăn một chén này mà ngày ăn ba lần gì thì tôi thấy cái nhà cả nhà mình sẽ bị gì không? Tức là khi mình thấy nó ra phải không? Sẽ nhiễm độc tố gì trì và các kim loại nặng. Đổi đi rồi. Đếm nè, 1, 2, 3 cầu nha. 1, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trời ơi là trời. Lần 2 nha. Cả nhà ơi, nếu mà mình có thể mình ăn vô những cái này mình thành gì vậy cả nhà? Mà mình ăn ơi, dọn bao nhiêu người ăn đây? Nè, thì so sánh lại nha. Thường ngày thì chúng ta sẽ không thấy đâu, nhưng mà theo test như vậy nè thì cả nhà mới biết có phải là khi chúng ta ở nhà chùi rửa xong là chúng ta úp lên để mà qua sáng hôm sau chúng ta lấy xuống chúng ta xài lại đúng không, thì đâu có ai thấy cảnh này đâu. Có phải là mình rửa xong rồi mình úp lên đó và sáng hôm sau mình lấy xuống mình xào đồ ăn, mình nấu đồ ăn nè. Nè cái game khách qua cái này á thì mình nêm nếm bột ngọt nước mắm nước tương rồi nè, rồi á người đầu tiên mình cho ăn là ai, có phải là cha mẹ mình trước không, cha mẹ xong rồi tới chồng mình không, tới con mình rồi mới tới mình. Còn mỗi một ngày vô như vậy nè thì cả nhà thấy nè, cái này nè còn cái này còn dữ nữa nè. Cái chén này thì chắc ăn là sẽ cho thì không ai dám uống đâu, nhưng mà hàng ngày chúng ta ăn vào cơ thể chúng ta mà đâu có biết đâu. Thì lúc mà nó lóng xuống là sao không má? Đó và mấy cái này nè thì mình để lên tay mình nè, nhám luôn rồi. Nhám luôn phải không? Và cái này là hàng ngày gia đình mình ăn nè. Ở nhà mà coi cái clip mà Quỳnh nói về cái nồi nhôm này là không dám ăn luôn á. Nó thấy ghê dữ lắm luôn. Xong rồi giờ đổ ra cái đi. Đổ qua đây đi.
Hồi nãy lúc lúc chà đó anh nghe sạc sạc không? Chụp như này không? Tao tới chiều là nó ra tới chiều. Ừ. Như vậy thì ở nhà nghỉ sao? Thích nè. Nêm miếng bột ngọt với nước mắm vô luôn. Cái gì đó cách. Cái gì cách. Cái gì quay nhìn thấy con muốn trộn lại cái này vô. Nè, thấy anh thấy quay nãy quay này. Ngồi bên đây đó. Nghe sột 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 với đó là cái lỗ thăng long của nó rất là nhiều nên mình nấu nó nổ ra. Tại sao cái lúc á, lúc mình mới mua cái chảo về nó đâu có ấy đâu. Nè, nổi lỗ thăng long chơi nữa không? Nè, có lỗ thăng long nổ nè. Rồi những cái này nó đi đâu? Đi vô bụng mình hết rồi. Nó thấm vô đồ ăn nè, mình ăn hàng ngày nè. Thấy đơn giản như vậy á, nhưng mà mấy cái này tại sao bây giờ lọc thận nhiều là vậy đó? Toàn là kiềm nặng không? Nó vô mỡ thận của mình một khoảng thời gian là mình lọc thận. Ghê chưa? Xong đó. Nghĩ coi như vậy đó, thấy vậy đó, có dám ăn nữa.